Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và trên thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 28 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, tình hình mưa bão ở Trung Quốc đang căng như dây đàn, không khác gì những ngày tận thế. Khi đêm ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay, cơn bão số 4 đã đổ bộ vào quảng trường Thiên An Môn và nhiều tỉnh thành khác của phía Trung Quốc, làm tan hoang một khoảng trời và làm sập 1.400 căn nhà, làm hư hỏng nặng một sân bay quốc tế mang tên là Bắc Kinh. Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bắc Kinh cũng đã bị sét đánh hỏng mái nhà, hàng ngàn ô tô bị cuốn trôi lênh đênh ra ngoài Biển Đông. Bệnh viện, trường học, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều phải đóng cửa và ngừng hoạt động. Cây cối bị quật đổ, lưới điện quốc gia của Trung Quốc bị đánh sập toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc phải sống trong bóng tối. Cầu cống, đường xá, điện, đường, trường, trạm bị ngập lụt và bị ảnh hưởng nặng nề. Gần 80 triệu người dân của Trung Quốc phải khăn gói quả mướp di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Trong số đó, có khoảng gần 3 triệu người dân của Trung Quốc đang tập trung rất đông ở cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Hà Giang của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam của chúng ta nhất quyết không mở cửa để cho người Trung Quốc tràn sang, bởi vì dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại. Nếu như bây giờ cửa khẩu của Việt Nam mở cửa để cho người Trung Quốc tràn sang, thì dịch bệnh lây nhiễm là hết sức phức tạp, và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng Việt Nam đang đóng cửa biên giới và cấm cửa người Trung Quốc tràn sang lãnh thổ của Việt Nam là hoàn toàn chính xác. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà biên giới Việt Nam vẫn được các lực lượng chức năng, lực lượng bộ đội biên phòng canh giữ 24/24 giờ để cấm cửa người Trung Quốc tràn sang lãnh thổ của Việt Nam. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất sốt ruột. Tuy nhiên, Trung Quốc đang lực bất tòng tâm bởi vì mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời được cho vẫn đang trút những cơn mưa to đến rất to để trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bản tin về dự báo thời tiết lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay cho biết, đêm qua và rạng sáng nay, bão số 4 đã gây mưa to đến rất to, tàn phá nặng nề nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến lũ tại thượng nguồn con sông Dương Tử Hoàng Hà và Mê Công đổ về vùng hạ lưu mỗi lúc một nhiều, làm cho con đập Tam Hiệp phải mở thêm 4 cửa xả để xả lũ. Hiện nhiều nơi của Trung Quốc bị ngập từ 4 đến 6 mét, nhiều ngôi nhà cao tầng bây giờ chỉ còn cái nóc là không bị lũ nhấn chìm. Hiện cơ quan cảnh báo động đất lũ lụt Trung ương Trung Quốc đang phát đi thông báo khẩn cấp cho toàn bộ cơ quan chính quyền cùng người dân của nước này rằng mọi người hãy tìm nơi ẩn nấp. Bởi vì trong chiều nay và tối nay, nhất là nửa đêm về rạng sáng, bão số 4 còn gây mưa gió giật tới cấp 17. Đề phòng những cây cổ thụ sẽ bị quật đổ và ngoài ra, cơ quan Trung Quốc còn cảnh báo những cơn mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xối xả ập vào phía Trung Quốc, nhất là ở thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn, thành phố Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Vũ Hán. Nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ không chịu được sức ép kinh khủng này và nếu như không chịu được cơn bão số 4 tàn phá, đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ bất kỳ lúc nào và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc ra ngoài Biển Đông và khi đó Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ. Hiện chính quyền ông Tập Cận Bình đang mải mê cho quân đội của nước này chinh chiến ở ngoài Biển Đông cũng phải ra thông báo khẩn cấp để điều động 24 tiểu đoàn cùng 50 tiểu đội ứng phó khẩn cấp để giải cứu con đập Tam Hiệp cũng như dòng nước ở sông Dương Tử. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tính đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 67 mặt trời không xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành khác của nước này. Thay vào đó là những cơn mưa to, sấm sét, bão tố, lũ lụt, vòi rồng, động đất thay phiên nhau quần thảo Bắc Kinh làm cho Trung Quốc đã tồi tệ rồi, nay còn thảm hại hơn rất nhiều. Hiện các lực lượng chức năng đang cho phong tỏa nhiều khu vực ở Trung Quốc bởi vì những tuyến đê bao tại thủ đô Bắc Kinh cũng như xung quanh con sông Dương Tử đã bị vỡ. Chính quyền địa phương nói rằng cần phải di tản gấp bởi vì nhiều khả năng lũ quét, lũ ống sẽ lại xuất hiện. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin, những hình ảnh kinh ngạc mà bão số 4 đã làm cho Trung Quốc điêu đứng. Dòng nước của nó chảy như thác từ trên trời đổ xuống, khiến ngập lụt xảy ra toàn bộ 28 tỉnh thành phía Nam. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành phía Bắc cũng bị lũ cuốn trôi. Cư dân Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng choáng ngợp khi một thác nước dường như đã bị thổi ngược trong bão số 4. Tờ báo của Trung Quốc miêu tả chi tiết như sau. Cơn bão số 4 mang theo gió mạnh giật tới cấp 17, tương đương với 140 km/h.
ở tâm bão đã đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn và nhiều tỉnh thành khác, trong đó có tỉnh Chiết Giang. Điều đáng chú ý là cơn bão xuất hiện vào lúc 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm kia. Đây là thời gian mà người dân ở Trung Quốc đang nghỉ ngơi. Chính vì vậy mà thiệt hại cũng như thương vong xảy ra là rất nhiều. Tới trưa cùng ngày, sức gió tại tâm bão số 4 là 110 m/giờ, đồng thời di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 30 km/giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc cho hay, bão số 4 của Trung Quốc trong năm nay đã khiến hơn 38.000 người phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm, bởi vì mưa lớn và gió giật mạnh tấn công khu vực bờ biển phía đông của nước này. Cơ quan Khí tượng Thủy văn của tỉnh Chiết Giang đã phát cảnh báo khẩn cấp tới thị trấn và thành phố trên toàn tỉnh. Mưa bão đã được dự báo trong suốt cả ngày. Đáng chú ý, thác núi Adam, một trong 4 thác núi lớn nhất ở Trung Quốc, đã chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục trong cơn bão số 4. Chúng ta có thể xem những đoạn video và hình ảnh trên mạng xã hội mà phía Trung Quốc cũng như là nhiều tờ báo quốc tế truyền tải để thấy rằng cơn bão số 4 tàn phá Trung Quốc nặng nề như thế nào. Hiện các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo thống kê về thiệt hại người và của do bão số 4 gây ra. Nhưng theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, dự báo rằng thiệt hại là vô cùng to lớn, lên tới 150 tỷ nhân dân tệ. Hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới, đã đưa rất nhiều hình ảnh cũng như những đoạn video chụp từ vệ tinh cho thấy bão số 4 đã tàn phá 29 tỉnh thành của Trung Quốc, nhấn chìm nhiều điểm du lịch của nước này, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng tàu chiến của Trung Quốc được cho là vẫn đang gây hấn với cả Mỹ và ngoài Biển Đông, quanh quần đảo Phú Lâm và eo biển Đài Loan. Hiện Hải quân của Trung Quốc vẫn đang đối đầu căng thẳng với hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Được biết, đây là những tham vọng mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang tạo ra ngoài Biển Đông, bất chấp lũ lụt, mưa bão đang hoành hành tại đất liền của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, từ đầu năm tới giờ, Trung Quốc liên tục đón nhận những điều tồi tệ mà dịch bệnh cũng như là thiên nhiên đang dội lên đầu chính quyền của ông Tập Cận Bình để trừng trị thay cho thế giới. Có thể nói tới, dịch COVID-19 tàn phá nặng nề 31 tỉnh thành của Trung Quốc khiến cho kinh tế của Bắc Kinh xuống thấp nhất kỷ lục trong lịch sử. Ngoài ra, từ tháng 5 tới bây giờ, mưa lũ và bão tố liên tục ập tới, đổ hàng ngàn tấn nước từ trên trời rơi xuống khiến cho con đập Tam Hiệp suýt chút nữa thì nó bị vỡ. Theo các chuyên gia thì con đập vẫn đang trụ vững và chưa bị vỡ. Nhưng nếu tình hình mưa bão vẫn tiếp tục xảy ra kèm theo động đất, sóng thần cũng như lũ quét, sạt lở và vòi rồng thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ là 100%. Và khi nó vỡ, thảm kịch nó gây ra cho Trung Quốc được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Và chúng ta cùng chờ xem con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc cũng như là lớn nhất của thế giới có bị vỡ hay không thì hồi sau sẽ rõ. Kính thưa quý vị, hàng chục người nghi thiệt mạng khi mưa lũ làm ngập một đường hầm đông xe ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hồi đầu tuần. Nước dâng ngập hầm chỉ trong vài phút khiến nhiều người không kịp chạy thoát. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, chính quyền thành phố Trịnh Châu đang nỗ lực rút nước khỏi đường hầm Trinh Quang, nơi hàng trăm xe cộ bị mắc kẹt do lũ. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực trong suốt 2 ngày qua, nhiều đoạn của đường hầm vẫn bị ngập hơn 2 mét. Dự kiến phải mất thêm một ngày để rút toàn bộ số nước. Dù chính quyền chưa công bố số người thiệt mạng bên trong đường hầm, đã có nhiều thông tin tìm kiếm người thân của những người mắc kẹt. Theo báo South China Morning Post, đường hầm Trinh Quang đi qua khu vực trung tâm đông đúc của thành phố 1,2 triệu dân Trịnh Châu và thường xuyên xảy ra ùn tắc vào mùa mưa. Ngoài ra, chính quyền ở tỉnh Hà Nam vẫn tiếp tục di tản người dân khỏi các vùng lũ. Tại các thành phố như Tân Hương, Hạ Bích, An Dương vẫn chìm trong nước lũ. Ở Tân Hương, hàng chục ngàn người bị mắc kẹt do nước lũ, và chính quyền mới đây cảnh báo một con sông bị vỡ bờ đang đe dọa thêm nhiều khu dân cư. Theo thông báo từ chính quyền, đến nay đã có ít nhất 56 người thiệt mạng và 5 người mất tích trong đợt lũ ngàn năm có một ở Hà Nam. Hơn 585.000 người đã di tản tránh lũ, trong khi chính quyền giúp di tản hơn 919.000 người. Tổng cộng 7,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, cao hơn gấp đôi so với ước tính 3 triệu người hồi giữa tuần. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, khi mà chưa khắc phục xong hậu quả lũ lụt thì Trung Quốc sẽ lại sắp hứng bão lớn. Hôm nay, Trung Quốc đã đóng cửa các cảng và đường sắt để chuẩn bị cho bão Infa, trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả sau lũ. Theo Tân Hoa Xã, bão Infa được dự báo sẽ đổ bộ vào tỉnh ven biển Chiết Giang gần Thượng Hải. Nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cấp độ 3, mức cao thứ 3 đối với cơn bão này. Hơn 100 chuyến tàu đi qua khu vực cũng đã bị hủy bỏ.
theo Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc, chính quyền Thượng Hải đã đóng cửa một số công viên và bảo tàng. Đồng thời, người dân được cảnh báo dừng các cuộc tụ tập quy mô lớn ngoài trời và ở trong nhà. Tất cả bến tàu hàng tại cảng Dương Sơn ở phía nam Thượng Hải cũng bị đóng cửa. 150 tàu, bao gồm cả tàu chở khách và tàu chở hàng, đã được sơ tán khỏi khu vực. Bão Infa hướng tới Trung Quốc trong bối cảnh tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này vẫn chưa thu dọn xong hậu quả của trận lũ lụt trong tuần này. Trận lũ lụt lịch sử trên khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và gây ra nhiều thiệt hại cho cơ sở hạ tầng. Hàng triệu người đã bị lũ lụt ảnh hưởng. Một số người bị mắc kẹt, không có thức ăn hoặc nước uống trong nhiều ngày. Hơn 495.000 người đã phải sơ tán. Theo chính quyền Hà Nam, trận lụt này gây thiệt hại đến hàng tỷ đô la Mỹ. Thành phố Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã phải hứng lượng mưa bằng với lượng mưa cả năm chỉ trong 3 ngày. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong một đoàn tàu điện ngầm tại đây do nước lũ khiến hành khách bị kẹt trong toa tàu. Theo truyền thông Trung Quốc, bão Infa có thể tiếp tục gây ra mưa lớn ở một số khu vực của tỉnh Hà Nam trong những ngày tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.